Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Bạc Liêu đã thực sự khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng, giúp các em trao dồi thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, có thể thử sức mình thông qua ý tưởng và xây dựng ước mơ để sau này có thể trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Máy chiết xuất tinh dầu thực vật quy mô gia đình của bạn trẻ Lâm Bá Lộc là một ví dụ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu quý vị nhé. Nhận thấy xung quanh nhà có nhiều nông sản như sả, lá dứa, chanh, bưởi, chàm, cam, nên nhóm học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Minh Nhật của Vĩnh Lợi đã đưa ra ý tưởng của mình cải tiến và hoàn thiện quy trình chiết xuất tinh dầu từ thực vật bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong gia đình, có thể tiết kiệm, tránh lãng phí từ nguồn thực vật có nhiều ở nông thôn. Bây giờ thì con có thể là giới thiệu về cái mô hình chiết xuất tinh dầu của mình đã thực hiện. Dạ, như mình đang ở đây á, là mình đang chiết xuất tinh dầu từ lá dứa. Mình sẽ sử dụng thời gian là 120 phút để nấu. Thì quy trình của tụi em là dựa theo nguyên tắc là lôi cuốn hơi nước. Khi mà hơi nước nóng bốc lên, lôi cuốn theo tinh dầu đi theo đường ống dẫn thì sẽ gặp bình làm lạnh ở đây sẽ được ngưng tụ. Mình sẽ dựa trên nguyên tắc là nước nó nặng hơn tinh dầu thì lượng tinh dầu ở trên. Rồi đầu tiên là mình xả nước ra. Vừa lượng tinh dầu nó mình sẽ thấy là có một cái ván tinh dầu ở trên đây, mình xả nước ra. Rồi tiếp theo mình mở, mình lấy tinh dầu hoặc là mình sử dụng ống nhỏ giọt, mình rút phần trên ra cũng được. Rồi tiếp theo là mình sẽ được một thành phẩm như thế này. Thiết bị của tụi em ở đây á, là áp dụng công nghệ cao. Mình chỉ cần mình bỏ nguyên liệu và mình nấu thôi, là có thể là mình đi ở đâu đó mình có thể tiết kiệm thời gian. Và thứ hai là nó an toàn, nó có cảm biến nhiệt độ, nó không có gặp hỏa hoạn. Và thứ hai là nó có ở đây là chống giật, đảm bảo tính an toàn cho mình. Hệ thống thiết bị được tận dụng và kết hợp với một số thiết bị điện tử cảm ứng, cảm biến và được tự động hóa tất cả các công đoạn trong chiết xuất, độ chính xác rất cao, tạo tiện ích cho nhu cầu sử dụng theo quy mô gia đình. Với hiệu quả mang lại từ giải pháp của nhóm học sinh, ban giám hiệu nhà trường cũng đã động viên và khuyến khích học sinh mạnh dạn đưa vào áp dụng. Thì nhà trường sẽ chỉ đạo đồng đội sẽ hình thành những cái công trình phần việc giúp các em ứng dụng những cái sản phẩm này vào cái công trình phần việc của liên đội, và để sau đó thì nhà trường sẽ hỗ trợ các em. Cái ví dụ như là sẽ hỗ trợ các em cái việc mà có gặp cơ quan thẩm quyền để xác nhận cái chất lượng của cái sản phẩm đó, hoặc là tư vấn các em thêm những cái nguồn cái đầu ra để nhằm tạo có kinh phí để cho cái đoàn đội có thêm cái nguồn kinh phí để tổ chức những cái hoạt động bổ ích hơn. Sắp tới, thiết bị chiết xuất tinh dầu từ thực vật sẽ được nhà trường đưa vào áp dụng. Thông qua tổ chức đoàn đội, một lượng lớn tinh dầu sẽ cung cấp cho người sử dụng từ nguồn nguyên liệu dồi dào của đoàn viên và đội viên đóng góp. Thiết bị chiết xuất tinh dầu sẽ có thể giúp các em học sinh có được thu nhập khi còn ngồi trên ghế nhà trường thông qua những giải pháp từ ý tưởng của các em tự sáng chế. Với giải thưởng và sự động viên kịp thời của nhà trường, được thầy cô hướng dẫn, các em rất tự tin và biến những ý tưởng của mình thành sản phẩm hữu ích, có thể ứng dụng rộng rãi và phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.